Sao Hoàng Nhật xin chào các bác. Em lên sóng phục vụ các bác một con máy lọc không khí Daikin đồng hồ vuông. Con em để mã số 2 này. Một con máy hình thức khá là đẹp. Con này thì em báo giá luôn, em bán là 3,5 triệu. Giá chưa phí vận chuyển, máy đã được đấu điện áp 220V. Đấy, các chức năng trên máy thì nói chung là vẫn như các máy khác thôi, không có gì phải kể nhiều cả. Dùng cho phòng khoảng 55m² trở lại. Mặt trước này là báo cảm biến bụi mùi, báo phần trăm độ ẩm. Trong này là khu vực màng HEPA các bác nhé. Màng HEPA thay mới này, hai cột lọc tĩnh điện hai bên. Con này thì thật sự ra thì nó quảng cáo quá là nhiều rồi, cho nên là em cũng không nói nhiều về cái vấn đề máy móc các chức năng nữa, nó mất thời gian xem của các bác ra. Báo giá như vậy, hình thức như vậy. Thông số đấy, sản xuất 2014 ạ. MCK70 75W. Bên dưới này là khu vực bình nước bù ẩm này. Màng tạo ẩm. Bảo hành 1 năm cho các bác. Các bác nào phòng nhỏ mà có điều kiện thì cứ mua những con to này lọc rất là nhanh. Thực ra bây giờ những con máy này giờ giá nó cũng khá là hợp lý rồi. Ngày xưa thì nó đắt đỏ, còn bây giờ thì giá thành hợp lý. 3,5 triệu các bác nhé. Bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển. Các bác nào chốt thì các bác liên hệ. Chào các bác.